Thưa Ngài Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, thưa các quý vị, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng Ngài Tổng thống Joe Biden, người đã dành tình cảm đặc biệt đối với đất nước nhân dân Việt Nam và đã có nhiều đóng góp quan trọng trên những cương vị khác nhau cho việc phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ. Chuyến thăm của Ngài Tổng thống đến Việt Nam lần này rất có ý nghĩa, và vì nó diễn ra đúng vào dịp hai nước chúng ta kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Tôi luôn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ Hoa Kỳ và tình cảm của nhân dân Hoa Kỳ trong chuyến thăm của tôi sang Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2015, đặc biệt là cuộc trao đổi chân tình, thú vị của tôi và Ngài Joe Biden trong chuyến thăm đó. Tôi cũng cảm ơn Ngài Tổng thống Joe Biden tháng 6 vừa qua đã gửi thư mời tôi sang thăm lại Hoa Kỳ mà chưa thu xếp được. Trong không khí hữu nghị, bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau hôm nay, tôi và Ngài Tổng thống Joe Biden vừa có cuộc hội đàm sâu rộng đạt kết quả tốt đẹp tại thủ đô Hà Nội. Hai bên thống nhất cho rằng trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả kể từ khi bình thường hóa và sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt nhân dân Việt Nam xin gửi lời chào và xin cảm ơn các tổ chức, cá nhân của Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó, vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, tôi và Ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Đây là điểm quan trọng nhất, là nó nói lên tất cả. Quan hệ đối tác đó sẽ tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước trong thời gian qua, trong đó có sự tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là những nguyên tắc cơ bản có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế. Việt Nam đánh giá cao và coi trọng sự khẳng định của Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Các nội hàm của mối quan hệ đối tác mới kế thừa những nội dung hợp tác đã và hiện có giữa hai nước và đưa lên tầm cao mới thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước. Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, các cơ quan có liên quan của hai nước sẽ phối hợp triển khai thực hiện thật tốt các thỏa thuận đã đạt được. Đến lúc bấy giờ tôi mới nói là có thể thành công, bây giờ mới là thành công bước đầu, mặc dù là bước đầu mở đầu rất là quan trọng, tạo điều kiện để chúng ta phát triển các cái bước tiếp theo. Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã nêu rõ: sau khi Việt Nam giành được độc lập
và Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới. Chúng ta đều biết, trong nhiều năm tháng sau đó, nhân dân Việt Nam đã phải trải qua muôn vàn hy sinh gian khổ để bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định chủ trương đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong khuôn khổ của đường lối đối ngoại nhất quán là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ngài Tổng thống Joe Biden và tôi đã thông tin cho nhau về tình hình hai nước, bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực và kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua về phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước. Đối với các tình hình phức tạp và xung đột quốc tế, Việt Nam mong muốn các bên đối thoại, giải quyết hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tôi mong rằng qua chuyến thăm quan trọng và đầy ý nghĩa này, Ngài Tổng thống, các quý vị trong đoàn và tất cả các bạn có thêm dịp để cảm nhận được trực tiếp về đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển, năng động, có nền văn hiến lịch sử lâu đời và người dân Việt Nam giàu tình cảm, hiếu khách, hữu nghị và yêu thương hòa bình. Tôi tin rằng chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống Joe Biden sẽ thành công tốt đẹp. Xin chúc Ngài Tổng thống những thành công mới và chúc Ngài, các quý vị trong đoàn và các bạn có mặt ở đây và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và vui tươi. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi xin trân trọng cảm ơn Ngài vì sự tiếp đón nồng ấm và chân tình mà Ngài dành cho tôi ở Việt Nam vào thời điểm mang tính lịch sử này. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn lại con đường 50 năm của mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Chúng ta đã đi từ xung đột cho tới bình thường hóa quan hệ và giờ đây chúng ta sẽ nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên đến mức quan hệ đối tác cao nhất của Việt Nam là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và chúng tôi rất vui về điều này. Đây là một bước đi vô cùng thiết yếu đối với cả hai nước, thể hiện sức mạnh của bản thân, quan hệ giữa nước chúng ta vào lúc mà chúng ta phải đương đầu với những thách thức có tác động lớn tới quan hệ trong khu vực và cũng như là của toàn thế giới. Chúng ta sẽ làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, đặc biệt là trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn cho ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng ta cũng mở rộng mối quan hệ đối tác kinh tế để nhằm thúc đẩy hơn nữa đầu tư và thương mại giữa hai nước. Tôi xin lấy một ví dụ là năm ngoái, một công ty Việt Nam đã ký một thỏa thuận trị giá 4 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện và bắc quy tại tiểu bang Bắc Carolina tại Hoa Kỳ. Và điều này đã tạo ra 7.000 công nhân việc làm tại Hoa Kỳ. Các công ty công nghiệp Việt Nam có tầm cỡ thế giới đã và sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và chúng tôi sẽ có thêm nhiều các hợp đồng thương mại quan trọng nữa được ký kết nhân chuyến đi này. Chúng ta đang nỗ lực xử lý của khủng hoảng khí hậu và tăng tốc việc chuyển dịch của Việt Nam sang sử dụng năng lượng sạch, tăng cường an ninh kinh tế toàn cầu và thúc đẩy điều trị ung thư và HIV/AIDS. Tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước, bao gồm cả các nỗ lực chống nạn buôn người. Tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền con người, vì đây là một ưu tiên của chính quyền chúng tôi, của tôi và cũng như là của người dân Hoa Kỳ. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đối thoại thẳng thắn này.
Có lẽ điều quan trọng nhất đối với tương lai của chúng ta là chúng ta sẽ tăng cường gấp đôi hoạt động giao lưu nhân dân, vì đây là điều nằm ở trọng tâm của mối quan hệ giữa đối tác chúng ta. Điều này bao gồm cả hàng triệu người dân Mỹ gốc Việt đã và đang góp phần làm cho xây dựng các cộng đồng trên toàn nước Mỹ ngày càng mạnh mẽ hơn ở trên toàn nước Mỹ. Và tôi thực sự trông chờ cuộc gặp này. Chỉ năm ngoái thôi là trường đại học Fulbright do Mỹ hỗ trợ đã chứng kiến, chỉ trong năm nay thôi, là chứng kiến cái lớp học sinh đầu tiên ra trường. Và chúng ta đã thực sự nỗ lực mở rộng trường này sang thêm khu vực mới, và những người đồng nghiệp tôi tại Silicon Valley cũng đang nỗ lực tham gia đây. Và chúng ta cũng bắt đầu đang đầu tư vào việc phát triển mạnh mẽ hơn một lực lượng lao động ngành nghề trong các ngành học tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, và thúc đẩy trao đổi giáo dục. Và để mà tất cả các nhà khoa học, các nhà lập nghiệp và những người đổi mới sáng tạo để có thể hợp tác với nhau nhằm nắm bắt được các cơ hội to lớn của thời đại công nghệ mới này. Và tôi xin phép nói lời kết là như thế này đây. Tất cả những tiến bộ đạt được trong vòng 50 năm qua là không hề mang tính ngẫu nhiên hay là tất yếu, mà nó là đòi hỏi nỗ lực của các nhà lãnh đạo hai nước trong nhiều năm, bao gồm cả một người bạn của tôi ngày hôm nay là cựu thượng nghị sĩ và cũng là cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ hiện giờ, người đang là ông John Kerry, người đang là đặc phái viên của Tổng thống về khí hậu. Chúng ta cũng đã đạt được điều này nhờ một người mà nữa, một người bạn này không có còn có mặt trên đời cùng với chúng ta, và người mà tôi sẽ tới thăm đài kỷ niệm ngày mai, đó là cố thượng nghị sĩ John McCain. Cả hai con người, hai người này đã tham gia tham chiến chiến tranh Việt Nam, và đều mang những vết sẹo của chiến tranh, nhưng mà họ đã nhìn trước được, cũng như tôi và nhiều người khác cũng vậy, nhìn được nhiều những lợi ích mà chúng ta sẽ thu được khi hợp tác với nhau để vượt qua quá khứ đau thương. Đây là những lý do để mà tôi đã quyết định tranh cử chức thượng nghị sĩ Hoa Kỳ năm 1972, vì tôi muốn kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và 10 năm trước đây, khi mà tôi là phó Tổng thống, lúc ấy chúng ta đã đạt được một cái cột mốc lớn khi chúng ta xác lập mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Và tôi cũng vô cùng tự hào về cách thức mà hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta đã tiến hành xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau để nhằm có thể xử lý các hậu quả đau đớn mà cuộc chiến tranh đã để lại cho cả dân tộc, cả hai dân tộc chúng ta. Những công việc của chúng ta đã hứa là sẽ tiếp tục bao gồm việc rà phá vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh, tẩy rửa ô nhiễm môi trường do dioxin gây ra, mở rộng chương trình giúp đỡ người khuyết tật, và tìm kiếm, quy tập những người lính Mỹ vẫn còn mất tích từ hồi chiến tranh ở Việt Nam, cũng như những bộ đội Việt Nam đã ngã xuống hoặc vẫn còn mất tích trong cuộc chiến tranh này. Sự hợp tác của chúng ta trên những vấn đề đau thương này, cũng như việc xây dựng một di sản mới, một di sản của nền hòa bình và thịnh vượng chung, là một minh chứng, tôi thực sự nói đây là một minh chứng về khả năng chống chịu mạnh mẽ của hai dân tộc chúng ta, và cũng là một nhắc nhở rõ ràng rằng là những gì chúng ta có thể đạt được khi chúng ta có thể vượt lên một quá khứ đau thương để đón nhận một tương lai của tiến bộ, một tương lai dựa trên sự thống nhất và đoàn kết của dân tộc chúng ta. Cho nên một lần nữa tôi xin cảm ơn Ngài Tổng Bí Thư. Việt Nam là một cường quốc quan trọng trên thế giới và là một biểu tượng của một khu vực trọng yếu này. Tôi trông đợi và đón chờ một chương mới trong quan hệ của hai nước chúng ta. Thời trang, bền chắc và tiện lợi, đầu giũa nhỏ gọn, nhẹ nhàng, êm ái là máy giũa tốt nhất trên thị trường hiện nay. Luraco Pro 35K vinh dự được giải Reader Choice Award do Nail Technician trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ bình chọn. Quý vị đã có một kinh nghiệm vững vàng, một bàn tay khéo léo để có một bộ nail đẹp, hãy tìm mua cho được máy giũa nail thế hệ mới của Luraco.